Zidane được tiếp sức ký Pogba, cựu danh thủ Paul Schoon lên tiếng chỉ trích ba sao bự MU vì đã chơi tệ hại trên sân, khiến quỷ đỏ không thể thắng nổi sao tham từng ở vòng 4 ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu sao trẻ mới đến Daniel James tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn, đưa MU vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Nhưng các học trò của John Zer để chủ nhà gỡ hòa và du chơi hơn người từ phút 73 thì vẫn lực bất tòng tâm, đánh chia điểm. Ở trận đấu này, Sokzer dùng đội hình trẻ chung với Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Andre Pereira. Daniel James và Marcus Rashford có mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng theo Paul Scholes, lỗi không ở những người trẻ mà ở ba sao cộng cán của MU là Ashley Young, Matic và Paul Pogba. Trong một diễn biến khác, theo chuyên gia Eduardo Inda nói trên El Chiringuito, huấn luyện viên trưởng Zinedine Zidane có được sự ủng hộ của các cầu thủ Real Madrid trong việc ký Paul Pogba. Mặc dù hè này, gã hói không thể mang tiền vệ đồng hương về sân Bernabeu như mong muốn, nhưng vị thuyền trưởng người Pháp quyết không từ bỏ ngựa chứng. Zidane thậm chí hy vọng có thể mang Pogba về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tháng 1 năm 2020.